Quý vị và các bạn thân mến, trước mặt bạn đây là chiếc ga đập ship hôm bữa mà anh em mình kéo lên đà ha. Thì để rút ra để mà sửa cái trục lắp chân dịch. Bây giờ thì anh mình chuẩn bị ráp cái trục chân dịch vô với trong phần ga. Đó, giờ là lắp chân dịch với lắp vô trước. Rồi anh em mình sẽ làm phần trên máy nữa. Chuẩn bị ngày mai sẽ hạ thủy mà. Rồi, anh gá cái chân dịch vô rồi đó. Rồi, chút xíu nữa lên làm bên cái trục bô máy nữa. Động cơ Cummins 350. Số 4 tua, 153 4 tua. Bây giờ thúc vô nè. Cái lắp quá là dài. Vô á. Vô á. Vô quá trời á. Quá là vô rồi. Chặn thế xong rồi đó. Anh mình cũng vừa lắp cái chân dịch xong, giờ đút vô. Không đủ ba lan. Đẩy pháo. Đó, vô quá trời á. Dễ không lần trước. Gần sát rồi. Vô sát vào trong luôn rồi, lên lắp cái cùi tô. Hay quá chú ba ơi. Chú ba vô tè tè luôn. Thầy nhớ. Cummins 350. Còn bự. Còn có bơm hơi luôn mà. Dữ ta. Còn lối bơm hơi luôn mà. Tháo đâu mà còn cốt. Còn cái vỏ không à? 35 cổ lưỡng. Nhà có xe không? Nè. Nó chạy vô nó miệng. Ủa búa đâu giờ? Vậy tao búa thế? Nè. Mấy thùng anh trai? Mấy con thùng nãy giờ mới con thùng. Để kéo á. Vậy nó sao nè. Nãy vô
Hết hai xô luôn. Đầu hết kiểu rồi. Đây là mấy đồng. Thì lại dấn dấn phốt nữa. Kia 133 cổ liền cứ xịt. Bao nhiêu lâu mới thay anh trai? 4 tháng. Chứ 4 tháng rồi chứ không có biết ấy hả? Bạn nến có bác cậu vô anh nến. Nằm hai bạn này. Hả? Ở đây là cái gì của anh? Đây, đẩy nắp lại. Này, máy anh đi. Máy 6 Cumin. Này kêu dấn tim. Chấn tim hộp số Talama nè. Này dân trong nghề nhìn mới hiểu. Giao được không? Không. Kéo được trắng đi. Trong năm ai cua liền là vậy nè, nó xì phốt là phải trĩ nha. Cua liền mặt nhỏ. Wow. Cua lamia thì dễ, còn này cua liền. Cua liền này chỗ nó này, có cái mặt này, nó có mặt, mỗi lần xì nó tháo mặt ra. Tháo mặt ra ém cái tim lạnh vô. Tim lạnh nhiều mà nó hay ha. Đó. Đèo. Ở bên anh Dũng là xài cũng loại này hết á. Ừ, liền luôn. Họ vấn rồi đó. Đặt vào số. Nghiêm coi đi, mốt bắt trước đi. Ngoài biển em kia. Quay nãy giờ đi, mốt lên mãi coi gì đó. Được. Lý nghề khoái. Sao nhiều người ta không biết vấn mà. Mình nói giờ mình nói thôi chứ cũng mới thấy lần đầu á. Nó có cái đâu làm không kỹ. Miếng riêng nữa rồi đó. Ông miếng riêng nó cắt một đôi ha. Ừ. Chứ không phải liền ha. Cái đó cũng như là cái miếng nhăn luôn chứ đâu phải là phốt gì. Đó. Lùa mặt vô, ép lại. Vô thế. Sắp. Rồi trục bô. Trục bô này thay trục bô này vô nè. Trục bô sò lớn luôn. Bùa cáo chảnh luôn. Ba con này bù lon này ngóc 9-6 rồi đưa bô này sò bự vô nó nổ cho thấy. Nó xài xong sắc máy cho nó đổi đổi như... còn cái máy gì thì ấy đó cái siêu du đứt điêu gì đó 6W1. Ừ. Máy giờ thịnh hận bán. Mà ngộ ra cái máy nó nhập về sao mà nó 2-3 màu. Đời trước rồi sao á, đời cao thấp á. Nè tới gắn cái ống nhớt này, ống nhớt hồi nè. Hồi giờ cái lóc. Nhớt nuôi cốt. Rồi cái cánh quạt bên mua lửa mà nó sáng cạnh nè, sáng trưng luôn. Nhấn xong nhờ đẩy cái lắp vô.
để lắp vô lắp 88 ngay không? Chắc ngay à. Ô. Không ngay, không ngậm. Không ngậm rồi. Thôi ra lại đi. Khoan. Rồi, để đây. Nhìn nó ngay rồi. Tinh lỏng không đều gì vậy? Tinh lỏng đều nè. Không dặn vô mà. Rồi. Đi. Qua đi. Đừng cứng. Quê ở đâu á? Nó ngay cái điện này nó ngay. Sao á? Ngã ra ngoài miếng. Ừ. Cái kẹp bô. Câu về gì không? Giờ xếp xẹp đó bụi đúng không? Chứ còn đây rớt không? Nặng lắm. Nó không có chịu gì đây đó mà. Không có bắp. Qua chứ. Mày đâu thế ơi? Ra được 8 con tán rồi nè. Thì xích cho sát lại cái nữa. Trời ơi. Ê ơi. Mấy con có đồng quê không? Đúng luôn. Thiếu đồng quê. Chèo. Chèo lên ba. Đổ đây đi ha. Đổ xíu đi. À, cái đó là ngắm rồi đó. Bây giờ sắc ngắm đi. Sắc đẩy rồi. Ngắm. Hồi trước đi, con nào cũng con nấy đi, khỏi lắm nhiều dòng kìa. Vệ sinh cái tay gió. Cái gió này cái đục bô cũ nó bị lên nhớt. Đóng ba cái nhớt đang thùi lùi. Vệ sinh rửa lại. Rửa lại giờ đem xuống lắp vô. Rong luôn. Nãy dặn thay lượt mà quên châm nhớt vô lượt nè. Giờ đổ vô. Như đó nó đổ vô đầy luôn. Bây giờ hết hai xô luôn. Nghĩ qua đây luôn. Đẩy cho tràn ra ngoài luôn. Tràn lỗ ngoài không sao. Lọc này, lọc gần 2 lít nhất. Ủa bà hộp số cổng rồi luôn anh này. Bỏ máy vô một ngày vậy đó, lụm vậy đó. Còn bỏ cái kia. À, đầy đó. Thiếu hai con à? Thiếu hai con à? Con bị cổng quá. Con bị cổng quá. Con rớt nó kẹt con đài quá. Nhận nhớ cứng rồi nữa là để máy được á. Sakura, lượng nhớ Sakura. Sò lớn, lớn là dạy gió mạnh. Trục bô này, trục bô bự, trục bô bánh nhỏ. Sò lớn chạy xương lắm. Xịt mà tỏ cứng luôn rồi.
xong rồi ra đi bắt kia rồi ủi điện đề máy nó quẹt cái đau tâm lắm đó trời. Quay cho nó sát rồi dặn hả? Vô hay quá anh trai ơi, cái chiêu này chiêu mới để vô roi ship. Rồi dạ coi. Số ở dưới ở trên bào luôn. Thử có bị xì phót đâu mà. Đó, tới đó. Yeah. Tới. Quá êm. Rồi. Luôn. Giờ là buổi sáng ngày hôm sau nè, buổi sáng ngày hôm sau thì mấy anh mình hạ thủy nữa mà đó, lùi về dốc. Đây là ngoài phía sau đây mà. Cái bánh lái anh chưa đúc rồi. Ê bánh lái gì kéo lên phẻ rồi nè. Phải không? Đẩy nhanh nữa vô ăn cơm kìa. Đúng rồi. Này này hạ thủy xuống anh mày mình kéo bánh lái lên nè. Bánh lái giờ treo sẵn lên đây. Nước lớn nè, lớn hạ thủy xuống lái cặp vô cầu này mới đúc bánh lái lên mà. Hôm qua thì làm xong cái phần máy trục lắp đút vô chạy thử dịch trên đà luôn. Bây giờ mình quả tốc đem xuống nè. Hà thủy luôn. Rồi vô rồi đó. Xuống luôn. Xuống luôn. Xuống luôn. Đó, xuống rồi đó. Quá im. Chịu lại anh ơi. Để chú ba lội xuống sình luôn, lội xuống nước luôn rồi. Được chứ ba, con phụ chứ ba. Được không? Được. Đi, tới rồi đi, đi chặn kìa. Buông buông ra đi để tụi á. Rồi. Cặp mấy bản hay gì ní? Cặp mấy bản này cặp bên đây. Rồi qua luôn rồi, qua cặp mấy bản rồi. Mình hạ thủy xuống là cặp đây đậu bên đây nè. Đậu đây làm cũng gọn lắm. Có đường đi lên xuống nó hơi bị ướt chân xí. Thẳng dây rồi đó anh.
Rồi quá im. Nhất lớn đùa lên mà tấp vô đó luôn, gió cũng đùa lên luôn. Chịu cái bằng này chắc cứu rồi mà. Rồi quá im. Giờ mình cùng nhau mình đi xuống với bến ghe, hay mình đậu dưới bến này. Xuống bên lái vô, rồi chạy. Này cái đường đi xuống này. Đúng lái chưa anh trai ơi? Mất tiêu rồi. Kéo lên rồi hay gì rồi, bắt lại rồi hay gì nè. Hồi nãy giờ đút lái nhanh ghê luôn, xong cái lái nè. Gắn lên trên này nè. Còn đút lái lẹ dưới ta. Có mình anh ở đâu ai phụ hả? Mình chứ ai phụ. Giỏi trời ta. Mới đập dịch rồi lại nè. Thay cái đục bô bự nữa nè. Này xuống chạy chắc giữ thần á. Vậy rồi hả? Giỏi gì hả? Rồi đi máy. Nhưng bị đi máy đó. Gió mạnh hơn được bô cũ sò nhỏ, bô sò lớn vô nè. Chạy đi ghê chạy ta. Yeah. Ghê chưa? Đang ghé mà. Trời ơi, ghé vô bến. Chạy quá dữ. Trời trông quá chịu chạy luôn. Quá dữ rồi. Chạy dữ không? Chạy chạy lên, nhảy lên cho anh chạy về mà. Yeah yeah. Trời ơi. Hơi khói. Hơi khói miếng.